kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Nâng cao ý thức sau khi gỡ bỏ các chốt phong tỏa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bình Dương về phòng chống dịch COVID-19. Châu Á tăng tốc trên đường đua tiêm chủng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, các chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 thực hiện vùng cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã được tháo dỡ. Người dân và các phương tiện được lưu thông trở lại. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được chuyển sang trạng thái mới, từ thiết lập vùng cách ly y tế sang giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Trở lại cuộc sống bình thường mới, nhưng do dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường, người dân vẫn sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch. Hiện tại Quảng Ninh còn 3 khu dân cư là thôn Trường An, xã Gia Ninh, tổ dân phố Bình Minh và tổ dân phố Làng Văn, thị trấn Quán Hào vẫn duy trì để tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, siết chặt các giải pháp phòng chống dịch, Quảng Ninh cũng tích cực khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân. Trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các trường học đóng trên địa bàn thị xã. Theo đó, đợt tiêm này được triển khai tại 3 điểm tiêm, gồm Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn, nhà thi đấu, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh và trạm Y tế xã Quảng Lộc với số lượng hơn 2.000 liều vaccine. Công tác tiêm chủng tại các điểm tiêm được triển khai theo đúng quy định, an toàn và đảm bảo thực hiện tốt khâu phòng chống dịch. Sau khi tiêm, các cán bộ ngành y tế cũng đã hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại di động và các thiết bị thông minh để tra cứu hồ sơ sức khỏe cá nhân, phục vụ công tác đăng ký, quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19. Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, Quảng Bình tiếp tục ghi nhận 29 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh là 1.416 ca, trong đó bổ sung 10 ca trước đây chưa cập nhật trong cả cơ sở điều trị COVID-19, đã có thêm 10 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện. Trong tổng số ca mới nhiễm được ghi nhận có 23 ca được phát hiện trong cả khu vực phong tỏa và khu cách ly y tế tập trung, bao gồm 21 ca ở trong cả khu cách ly tập trung, 2 ca thuộc cả khu vực phong tỏa xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, 4 ca phát hiện ngoài khu vực phong tỏa, gồm 2 ca ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, 1 ca ở thôn Bắc Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, 1 ca ở thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh. Liên quan đến 2 ca mới ghi nhận ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, ngành y tế đã tiến hành test nhanh sàng lọc cho 550 mẫu, những người ở khu vực chợ Ba Đồn và các nơi lưu trú có liên quan đến các ca mắc mới và đã cho kết quả toàn bộ âm tính với SARS-CoV-2, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm real-time PCR, ngoài ra còn có 2 ca nhập cảnh. Tính đến 6 giờ ngày 17 tháng 9, Quảng Bình đã có 445 bệnh nhân được xuất viện, còn 970 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại 5 cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh, 1 ca tử vong. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bên cạnh sự nỗ lực chủ động quyết liệt trong công tác phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị, đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh có nghĩa cử cao đẹp, góp phần san sẻ, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, tạo nên tinh thần đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19. Đã gần một tháng nay, em Chu Thị Hồng Hành, sinh viên trường đại học Quảng Bình, không thể về quê bởi thành phố Đồng Hới đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Cũng chính vì vậy, cuộc sống sinh hoạt của Hành tại phòng trọ gặp không ít khó khăn. Em và các sinh viên đang kẹt lại ở trọ, chưa kịp về quê thì gặp phải khó khăn như là thực phẩm và nhu yếu phẩm cạn kiệt vì chốt chặn và quán tạp hóa đóng. Tài chính không đủ vì thực phẩm tăng giá và may mắn là được chủ trọ miễn phí tiền thuê trọ nên cũng đỡ lo lắng phần nào và cảm thấy rất là biết ơn vì hành động đối với sinh viên bọn em giữa mùa dịch Covid ạ. Chia sẻ với những khó khăn của sinh viên và người lao động đang sinh sống tại khu nhà trọ của mình, bà Hoàng Thị Luân, chủ nhà trọ số 67 Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, đã quyết định miễn phí tiền thuê nhà trọ đến hết tháng 9 cho các bạn sinh viên, người lao động đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay,
Khu nhà trọ của bà Luân có 10 phòng với hơn 12 người là sinh viên, lao động tự do đang sinh sống. Mặc dù tôi cũng vất vả, không phải dư thừa chi, nhưng muốn chia sẻ với những khó khăn của các cháu sinh viên, người lao động thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nên tôi đã quyết định hỗ trợ miễn phí thuê trọ cho các cháu. Em cũng rất cảm ơn chị chủ trọ đã hỗ trợ tiền phòng cho dạy cho bọn em. Em cũng rất cầu mong cho đại dịch COVID qua đi. Với tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của bà Hoàng Thị Luân đã động viên tinh thần cho sinh viên, người lao động giữa những ngày gian khó do dịch COVID-19 gây ra, đồng thời góp phần chung sức với cấp ủy chính quyền và nhân dân trong công tác đẩy lùi dịch COVID-19, góp phần đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, rất nhiều những tấm lòng, nhà hảo tâm và các tổ chức tình nguyện đã đồng lòng góp sức ủng hộ cho lực lượng tuyển đầu chống dịch. Trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, điều đặn ngày nào cũng vậy. Từ khoảng 4 giờ sáng, các thành viên của nhóm Asena Team tập trung tại nhà hàng Làng Choa cơ sở 2 để chuẩn bị và nấu hơn 300 suất ăn 3 bữa mỗi ngày, đầy đủ chất dinh dưỡng, nhằm gửi tấm lòng của mình chia sẻ những khó khăn với đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật trong những ngày thành phố thực hiện chỉ thị 16. Cuộc chiến chống dịch của cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn gian khổ, nhưng hy vọng với sự chung tay của cộng đồng, các y bác sĩ và những người đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu sẽ luôn thấy ấm áp và không đơn độc trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Thời gian qua, cùng với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã và đang tích cực nỗ lực đồng hành, hỗ trợ cả hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19. Các cấp bộ đoàn Lệ Thủy đã thành lập và triển khai hơn 27 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, dọn dẹp vệ sinh và chuẩn bị cho các khu cách ly, phối hợp hỗ trợ các chốt kiểm soát làm nhiệm vụ, đo thân nhiệt và sát khuẩn, tuyên truyền người dân thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Lệ Thủy cũng đã phân đồng các nguồn lực tổ chức đi chợ, nấu cơm, giao cơm không đồng phục vụ tại các điểm cách ly, khu vực phong tỏa và các điểm trực chốt. Tổ chức tiếp nhận hàng hóa cho các cá nhân tổ chức ủng hộ, sau đó đưa đến tiếp tế cho các hộ dân trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bằng những việc làm hành động thiết thực, tuổi trẻ Lệ Thủy đã và đang góp phần cùng với lực lượng tuyến đầu sớm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc chuyển trạng thái mới các mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo các địa phương áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, đồng thời chủ động bổ sung các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tình hình thực tế với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn. Ngày 15 tháng 9, Đồng Hới là một trong hai địa phương của tỉnh Quảng Bình kết thúc áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chuyển sang trạng thái mới. Tuy nhiên, căn cứ tình hình dịch tễ, nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn, từ ngày 16 tháng 9, thành phố tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16 đối với 4 xã phường gồm Bảo Ninh, Bắc Lý, Hải Thanh, Đông Phố và một số cụm dân cư thuộc phường Đồng Sơn, Nam Lý, Đức Ninh Đông, Phú Hải, Bắc Nghĩa, Thuận Đức. Và áp dụng chỉ thị 19 trên địa bàn xã Nghĩa Ninh. Các địa bàn còn lại được phép từng bước triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn theo tinh thần chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, nên việc nới lỏng giãn cách, từng bước trở lại trạng thái bình thường mới sẽ được tiến hành, nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm cả quy định về công tác phòng chống dịch. Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển trạng thái trong công tác phòng chống dịch COVID-19, xã Quang Phú thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ tháo gỡ các chốt phong tỏa theo đúng quy định, tập trung trọng tâm là việc quản lý người dân ra ngoài, đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, rồi tăng cường tuần tra kiểm soát, đồng thời là tổ chức quản lý tốt cái hoạt động của chợ khi mà thực hiện chỉ thị 15, tổ chức cho người dân đánh bắt khai thác hải sản theo đúng quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Phường Phú Hải, một trong ba địa phương đầu tiên của thành phố Đồng Hới đã áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ trên toàn địa bàn sau khi tỉnh Quảng Bình công bố những ca nhiễm đầu tiên có liên quan đến cảng cá Nhật Lệ. Từ ngày 16 tháng 9, tổ dân phố Bắc Hồng là địa bàn duy nhất của phường đã được chuyển trạng thái sang áp dụng thực hiện chỉ thị 15 của Chính phủ.
chính quyền và phường xã là giúp đỡ cho người dân cực kỳ chú đáo. Chỉ thị 16 xuống chỉ thị 15 thì người dân chúng tôi cũng chấp hành. Nếu ra ngoài thì luôn luôn đeo khẩu trang và không tập trung quá đông người để phòng dịch bệnh. Chuyển từ chỉ thị 16 qua chỉ thị 15 thì chúng tôi cùng tuyên truyền cho bà con giữ vững vệ sinh, khoảng cách 5K và để khỏi lan truyền dịch ra cộng đồng. Như vậy, ngoài tổ dân phố Bắc Hồng, phường Phú Hải vẫn còn 3 tổ dân phố là Diêm Hải, Nam Hồng và Phú Thường tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ. Do vậy, chính quyền địa phương cũng đã chủ động triển khai các biện pháp để người dân tin tưởng, tiếp tục ủng hộ công tác phòng chống dịch của chính quyền. Các lực lượng của chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào vùng dịch, đặc biệt là cái vùng chỉ thị 16 để bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch. Mỗi ngày chúng tôi là tổ chức là test nhanh và xét nghiệm. Chủ trương của chúng tôi là thanh lọc địa bàn. Tại các chốt của 16 là chúng tôi được duy trì và tăng cường, thường xuyên là tuần tra và thường xuyên giúp dân. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các cái tổ cộng đồng phụ giúp các cái gia đình mà không có điều kiện, chẳng hạn như là thăm và tặng quà để động viên nhân dân vượt qua dịch. Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng ngày 16 tháng 9, trên địa bàn thành phố nhiều chốt kiểm soát đã được tháo gỡ, một số chốt vừa được bổ sung mới. Lượng người lưu thông trên các tuyến đường trung tâm thành phố đông hơn nhiều so với những ngày trước. Và không biết điều gì sẽ xảy ra nếu người dân tiếp tục ra đường như thế này trong những ngày tiếp theo. Chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội là thành quả của sự lãnh đạo, biểu hiện quyết tâm của thành phố Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn đang đặt ra những khó khăn, thách thức khi cả ca F0 trong cộng đồng vẫn còn. Dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Do vậy, ngay cả khi một số địa bàn hoạt động dịch vụ đã được nới lỏng, thì tinh thần chỉ đạo chung vẫn tuyệt đối không chủ quan lơ là. Coi phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết. Tin tưởng rằng, với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Đồng Hới sẽ sớm bắt đầu trạng thái bình thường mới, phục hồi và phát triển khu vực trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Quảng Bình. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19.